Chào mọi người nhá, hôm nay Toàn Đồng sẽ làm video hướng dẫn mọi người cách tháo yếm áo của xe Exciter. Đây là bản 155V2021. Và hôm nay thao tác thực hiện sẽ là bạn Nguyễn Văn Bão, học viên cơ bản, học được tầm hơn 1 tháng rưỡi ở Hải Phòng. Xin giới thiệu đây là bạn Bão nhá. Xin mời bạn Bão tháo cho mình cái này. Thì trước khi bạn Bão đã soạn sẵn đồ nghề ra rồi nhá. Đó là T10 này, lục giác này, tô vít này, những cái thanh tô vít nhỏ để cậy những cái lẫy này, và lục giác sao. Dòng Exciter thì bao giờ cũng có lục giác sao và lục giác thường. Rồi, xin mời. Đầu tiên là tháo hai cánh yếm ra đúng không? Đây, xin mời bạn Bão tháo cho mình cánh yếm bên trái và cánh yếm bên phải ấy. Đây là bạn Đại Phú Thọ này, đây là bạn Đạt Hải Phòng, thì là bạn chuẩn Hải Phòng, và đây là bạn Vũ Hồng Quân ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Đây là những cái bạn ở trong lớp học cùng lớp với bạn Bão. Đầu tiên tháo hai cánh yếm ra thì nó có những cái con ốc, thì chúng ta sẽ quan sát được, cứ thấy con ốc nào mà nằm ở vị trí tháo thì chúng ta tháo ra. Lần đầu thì mọi người tháo thừa cũng được, còn quen rồi thì mọi người nhìn ốc là sẽ hiểu cách tháo. Rồi, một ốc gầm này. Đấy, đây ốc gầm là hai này, đây nữa là 3 này. Rồi, đây con này là 4 này. Rồi, bây giờ mình cạnh ra. Kéo tay cạnh những cái lẫy này ra. Lần đầu tháo thì nó sẽ khó tháo nhá. Lần đầu tháo sẽ rất khó, những cái lẫy này nó còn zin còn mới. Còn đây là cái xe này. Thứ nhất là bạn Bão vào đây tháo nhiều lần rồi, hai nữa là lẫy liếc nó cũng mòn rồi. Rồi, lần đầu tiên là tháo. Rồi, sang bên này. Tháo tiếp cánh bên này ra. Đây là bạn Bão sinh năm 1995 đúng không? 1995 là đã có vợ, đã có gia đình rồi. Rồi, thế là bước đầu là tháo được hai cánh yếm rồi. Đấy, bước tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái bửng đen này ra nhé. Cái bửng đen này thì nó chạy từ đây này, nó đi liền với bửng đỏ này, thì bao gồm là ốc đâu. Đây là một con sâu lở này. Đấy, chúng ta nhìn được thấy này. Rồi đây một con sâu lở nữa này. Đấy. Và đây đây, chìa khóa đây. Rồi. Đấy, mở yên đây. Đấy, con vít đây. Đấy, và con lục giác đây. Đây là bạn Bão mới vào nghề được 1 tháng rưỡi thôi, cho nên là tay chân vẫn còn chậm chạp, thao tác vẫn chưa được chuẩn, thì đây là việc bình thường. Còn sau này bạn ấy làm nghề có thâm niên, bạn sẽ làm được 1 năm hoặc 1 năm rưỡi thì tay chân của bạn ấy sẽ thuần và sẽ dẻo hơn. Lục giác trong Yamaha thì thường sử dụng lục giác. Dòng Piaggio thì sử dụng lục giác sao, dòng Yamaha này thì dùng lục giác thường. Đây, mở cái yên này ra. Rồi, đã cậy được cái bửng này. Mình lưu ý nhá, là ở vị trí này, này là có thêm một con bu lông 10. Đấy, nhưng mà vì lần thực hành lần trước thì các bạn quên không bắt, cho nên là sẽ nhìn thấy cái lỗ trống như này. Còn chuẩn của nó là có một con bu lông 10 nữa cơ. Ở đây là những cái con sâu lở. Đây là các bạn đã tháo ra từ buổi thực hành trước rồi. Đấy, cái bửng này nó sẽ đi liền với nhau như thế này. Rồi.
Rồi, tháo bây giờ sẽ tháo hai cái bừng này và bừng bên này. Đấy, thì bao gồm tháo qua này. Tháo quanh lục giác mu rùa. Đây, tháo những con sâu lở này. Đó. Ở đây có hai con ốc ngầm thì tháo ra rồi. Rồi, như vậy là phần sau đã tháo xong. Phần sau đã tháo xong rồi. Cái mu rùa này không cần để tháo, cái tay sách này không cần để tháo. Tháo ra là chúng ta đã bảo dưỡng xe được rồi. Đấy. Ở đây đáng nhẽ còn một con sâu lở nữa, nhưng mà vì các bạn ấy tháo ra lần trước, các bạn làm hỏng sâu lở rồi, tí nữa mình sẽ bù xong. Rồi bây giờ tháo tiếp cái con lục giác này ra. Tháo lục giác này ra. Đấy. Rồi, ở đây có hai con ốc thì chúng ta sẽ tháo mặt lại, hai con ốc của cái mặt lại. Để tháo lốt ốc này để tháo cái mặt lạ ra nhé. Rồi tháo cả những con này ra. Đúng rồi, ở đây có một con vít, một con vít lục giác. Mặt lạ thì chỉ có hai con vít hai bên này thôi. Đấy. Một vít và hai vít thôi. Rồi, tiếp theo là tháo cái đèn pha. Đèn pha thì hai con EQ10. Hai EQ10. Đấy, thì vừa nãy có những con vít lục giác ở đây thì bạn bảo bạn ấy đã tháo ra rồi. Rồi, ở đây có rắc cắm đèn thì tháo cái rắc cắm đèn ra. Rồi, nhìn thấy vị trí đằng trước. Ở đây là con sạc. Bên cạnh là con ESU điều khiển khóa thông minh. Đây là con IC điều khiển động cơ. Hai bên hai dơ le đen và dơ le xanh. Đó là dơ le của quạt gió và dơ le quạt gió và dơ le đèn pha. Rồi, thế còn ở đây có một cái bửng nhựa nhỏ ở đây, chúng ta tháo ra. Và cái gáy này chúng ta tháo lốt ra. Rồi, như vậy là đã xong cái phần nhựa rồi. Tháo ra bảo dưỡng, thì chúng ta tháo như thế này là đã bảo dưỡng toàn bộ xe. Quay thẳng cái đầu ra, quay thẳng cái đầu ra. Thế còn cái đầu này thì chúng ta tháo lốt ra. Cái đầu này thì tháo cái mui là hai con lục giác. Hai con lục giác rất đẹp. Đây, bạn bảo tháo hai con lục giác này ra, gỡ cái mui này ra. Tháo cái pha đèn. Lớp bản bão này thì hiện tại là đã học được 1 tháng rưỡi và đã học xong phần khung sườn và phần động cơ rồi. Tức là ngày nào cũng học, thứ bảy thì các bạn ấy nghỉ. Học phần khung sườn đầu tiên thì bao gồm là phanh dầu này, phanh cơ này, giảm sóc, cổ phốt, củ đề, chế hòa khí, rồi là đan vành, xỏ đũa, tăng vành. Đấy, vành thường đấy. Xong hết phần khung sườn rồi các bạn chuyển sang mục là động cơ. Đây có hai con ốc lục giác. Đây cả con vít này nữa đúng không? Phần tháo lắp thì dễ rồi, cứ nhìn thấy con vít nào vị trí khóa thì chúng ta tháo ra. Học đến phần động cơ thì các bạn ấy học từ cái việc đặt dấu máy, chỉnh suất áp cho tới chia miệng xi măng,
rồi là nguyên lý hoạt động của động cơ 4 thì, hệ thống tăng cam, hệ thống phối khí, hệ thống chuyển động, côn, số. Học hết mục động cơ xe số đến động cơ xe ga, rồi đến động cơ xe côn tay như là XA. Thì hiện tại là hết 1 tháng rưỡi các bạn đã học xong từng mục và đang trong phần học điện. Thì hôm qua học cái phần điện khóa thông minh, điện khóa thông minh smart key của SH rồi. Hôm nay mình cho các bạn thực hành bài tháo yếm để ghi hình. Ghi hình và sẽ up lên YouTube cho những cái bạn trẻ nào mà đang có nhu cầu tháo yếm ra thì tự các bạn ấy xem video và tự tháo được yếm xe của mình. Một số anh em thợ chưa được tiếp cận cái dòng xe này thì nhìn vào video này để tham khảo cách tháo. Rồi, đã tháo xong cái đèn pha. Đây, lần trước các bạn đi tháo xem còn con ốc nào quên chưa bắt thì bắt vào nhé. Mấy anh em học nghề thì quên ốc là chuyện bình thường. Đây, con này bị trôi ốc ra chưa bắt hết đây này, thì tí cầm cái tô vít bắt nó vào. Đấy, chúng ta học nghề thì được phép là quên, nhưng mà chúng ta thực hành đi thực hành lại, sau này đi ra ngoài phụ cho các cửa hàng thì không được phép quên. Đây là đèn pha. Rồi, như vậy là bạn Báo đã hoàn thành xong cái bài là tháo nhựa xe Exciter. Và bây giờ xin mời bạn nghỉ ngơi và chuẩn bị lắp vào. Thì mình dạy ghi hình tiếp cái thao tác lắp ở một video sau. Rồi, xin chào mọi người nhé. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Văn Báo đến từ Hải Phòng nhé.